Dạ vâng, hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đường Gỗ. Và ngày hôm nay thì em Công Tử Lộc đang có mặt tại khu vực sơm trưng bày của bên cơ sở 1 em Công. Địa chỉ nằm ở bên Đông Anh, Hà Nội các bác nhé. Và đây là cái không gian mà bên cơ sở em Công vừa hoàn thiện lên rất nhiều các em hàng. Và cũng giới thiệu cho anh chị em mình với cái diện tích và cũng như là cái cơ sở bên cơ sở em Công anh chị em mình nhá. Đấy, đây là khu vực sân. Đây là khu vực sân của cơ sở em Công với tổng diện tích là cả showroom trưng bày sản xuất là 10.000 m². Đấy, nằm ở lại Đông Anh, Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp sở em Công anh chị em mình nhá. Và đây là rất nhiều các em hàng mộc này. Các bác mua hàng bên cơ sở em Công thì đều được kiểm tra từ mộc như này hết các bác. Đây là các cái con hàng mà các bác khách đặt rồi. Đấy, chỉ có vài bộ là em làm dư ra để các bác đến có thể xem mộc thôi các bác nhá. Đây là các bộ em kê ra trong ngày hôm nay. Còn dưới kho em và trên showroom thì rất rất nhiều hàng các bác nhá. Các bác có thể đến trực tiếp sở em Công để xem qua các sản phẩm bên cơ sở em Công như này. Đấy, và hàng hóa này tất cả đều là hàng để nguyên mộc các bác nhá, tất cả đều để nguyên mộc hết. Đây hàng bác nhìn vân này. Đấy, vân vèo siêu đẹp. Em này là hoàng gia chân 16 mặt tràn 6 phân. Em này thì phân khúc rất rất là cao cấp rồi và rất nhiều các bác đặt em hàng này các bác nhá. Cực kỳ đẳng cấp em này luôn các bác. Đây, bên này có một bộ hoàng gia 14. Bộ này rất đặc biệt, bộ này thì em vừa mới quay đến nơi thì bác khách chốt luôn. Bộ này thì em vừa mới cho hàng ra. Có một bác khách gọi điện cho em Công thì gọi phát các bác chốt luôn. Vừa gọi phát thì chốt luôn em này luôn. Đây. Vừa chốt luôn các bác này, vừa chốt luôn này. Đấy các bác nhìn, vân vèo rất đẹp. Các bác nhìn vân nhá, đây, vân. Đây, vừa mới tưới nước thì bác bảo ok thôi chốt anh bộ này luôn. Đấy, tin tưởng chú Công, đây các bác nhìn vân.